Vâng, em chào các bác nhé. Tiếp tục con shop khủng của Bioner SPW8 đã có mặt tại shop tiếp tục nha. Em này thì sở hữu hai bát 30 nha các bác, 20, một bát úp gầm, một bát đánh trước. Con này đang khoảng 35 kg. Đấy, bát đó các bác. Đây, màng carbon nha, đúc nguồn. Đây, bộ đế. Đây là cái bát úp gầm phía dưới, nó sẽ quấn lan tỏa bốn hướng nha các bác. Và một bát đánh trước SPW8 thì màu vàng gỗ cherry, phù hợp với các bác nào mà nhà xài nhiều gỗ thì cực kỳ hợp luôn nha. Ý, nó y chang màu gỗ luôn các bác. Màu gỗ này, thùng gỗ nha các bác. Bát 30 ốp gầm vào đánh trước, điện 100V nha các bác, điện 100V nha. Đẹp keng nha, góc cạnh đẹp keng luôn á. Con này giá vẫn là 12.500.000 bao gồm phí ship nha. Bác nào lấy thì liên hệ cho em nha, em về đợt này được một con nha. Chiến khoản đủ vẫn bớt 200.000, còn lại là 12.300.000. Cọc tiền thì vẫn giá 12 năm, cọc thì 2 triệu trở lên em ship hàng, tại vì shop nó nặng. Những dòng Bioner nó nặng quá, tại vì nó thường thường mang hai cấu hình. Đây là con này là một bát đánh trước, dùng một bát đánh dưới. Thì còn con SPW7 thì hai bát, một bát sau, một bát trước. Đẹp xuất sắc hết nha các bác. Về một con. Bác nào lấy alo cho em, điện 100V, Bioner thì điện 100V thôi nha. Không có hàng xuất. Một bát nó quấn phía dưới này các bác, ốp gầm này, nó quấn có một cái tháp phía dưới để tỏa ra phía bốn phía y như những dòng Yamaha, nhưng mà các bác ốp gầm đánh xuống và một bát đánh trước để gây sức ép cho người nghi, gọi là tất ngực đây các bác. Rồi thì giá nó 12 năm thì em thông báo là có một con SPW8 của Bioner về, thì bác nào lấy thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77 227, em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Video đến đây là kết thúc, bác nào lấy thì alo cho em và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của em nha, để luôn được cập nhật và theo dõi những video mới nhất hàng ngày.